Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ cũng đã là gần 3 giờ chiều ngày thứ ba và chúng tôi xin bước qua cái phần 2 của cái chương trình khá đặc biệt, không phải là giải ảo về thời sự mà giải ảo về văn chương. Trong cái phần 1 ấy, tôi có nói đến một nhân vật có thật trong lịch sử của Trung Hoa là ông Địch Nhân Kiệt, một trong 10 vị tể tướng lẫy lừng nhất của Trung Hoa vào thời Hoàng đế Võ Tắc Thiên, người đàn bà duy nhất mà lên làm ngôi hoàng đế. Và ông đã có đầy mưu lược đối phó với lại cái vị hoàng đế phái nữ háo dâm, đầy mưu lược và đầy quyền biến hết, mà để cuối cùng ra là cứu được nhà Đường cho họ Lý. Bây giờ đó là tôi đi qua đến cái phần thứ nhì để tôi nói về cái nhân vật mà đã giới thiệu với chúng ta về Địch Nhân Kiệt trong cái loạt truyện gọi là Địch Công Kỳ Án. Tôi mong rằng là phần kỹ thuật là lạc hậu của chúng ta đó là nó không có những cái trở ngại đó, rằng để mình có thể mình xúc tiến tiếp cái việc đó. Cái lý do đó là cuối tháng 8 năm 1967, khi tôi còn là một thằng con nít đi học ở bên Âu Châu, ở bên Pháp, thì cuối năm đó, đó là khi mà đang vật lộn với lại cái căn bệnh hiểm nghèo, thì có một nhà ngoại giao Hòa Lan tên là Robert H. H. Van Gulik được tin rằng tác giả cái tác phẩm mà ông cưu mang từ bao nhiêu năm nay đó, bây giờ đó là đã được xuất bản tại Tokyo, và đó là cái cuốn Loài Vượn Trung Hoa, tức là ông viết về con vượn của Trung Hoa. Ông đó đang ở Âu Châu và ông muốn để lại những cái khám phá của ông ta về một cái người bạn gọi là tay dài, tức là con vượn đó đó, trước khi ông hoàn tất cái cuốn trinh thám cuối cùng về địch cơ, về địch công, tức là cái cuốn Địch Công Kỳ Án cuối cùng đó. Và tôi đang cố gắng tuần tự phiên dịch lại cho quý vị và các bạn đó, và để ông ta có thể thanh thản ra đi y hệt như một con vượn. Thì ông ta đó là Robert Van Gulik, một nhà ngoại giao và chuyên gia về loài vượn lẫn cả chục đề tài ly kỳ khác của nhân thế. Cái vào năm 1940 đó, khi mà Đức Quốc xã đã đang thắng lớn tại Âu Châu và các cái lực lượng quân Việt đó là cũng thắng lớn ở tại Á Châu, riêng tại Nhật Bản đó, trên chính trường của Nhật Bản đó thì có một nhà ngoại giao tên là Robert Hans Van Gulik làm tham vụ ngoại giao và lúc ấy chưa đến 30 tuổi và đang làm ở trong cái sứ quán của Hòa Lan ở tại Đông Kinh, ở tại Tokyo. Thế thì khi mà được tin một số những cái vị tướng trẻ của Nhật đó, đó và các cái chính khách phát xít Nhật muốn học theo Hitler mà tung cái chiến dịch tẩy chay và đàn áp người Do Thái đó, đó thì trước khi tiến đến cái chế độ kỳ thị Do Thái như là người ta đã thấy tại nước Đức đó, đó thì cái nhà ngoại giao trẻ đó, đó đã làm một cái cử chỉ ngoại giao bất thường. Có thì người ta chỉ thấy trong cái cổ thư những cái chuyện kỳ tích của Đông Phương thôi. Ông ta viết một cái tấm thiệp bằng tiếng Nhật với thư pháp rất là chuẩn của ông ta và với ngôn ngữ rất đẹp, ông gửi cho cái vị tướng cầm đầu của hệ thống chính trị cực hữu của Nhật Bản lúc đó, tức là nhân vật đó là ông Tetsuma Hashimoto, là mục tiêu đó là ông bảo là tôi muốn gặp ông. Mà bây giờ tưởng tượng xem, một nhà ngoại giao danh con mà gửi một cái lá thư cho một cái vị, một cái ông tư lệnh của một cái lực lượng mà đang có ảnh hưởng nhất trong chính trường của Nhật Bản vào thời đó, năm 1940. Và ông đó thì khi mà cái ông tướng Nhật ông nhận thì ông cũng ngạc nhiên, ông đến ông gặp
ông thấy rằng là có một cái người tham vụ ngoại giao hạng bét nhỏ xíu viết cái thư chữ rất là chuẩn, rất là đẹp, gửi cho ông thì muốn gặp thì ông cũng đến ông gặp. Thì ông gặp đó, đó là ông nhấc điện thoại ông hỏi chuyện trước và sau đó ông mở cái, thì ông sẽ đến sứ quán để nói chuyện với cái nhà ngoại giao này. Thì ông mở cửa vào đó, đó thì ông té ngửa ra, nhà ngoại giao rất trẻ người Hà Lan đó, đó đứng lên đọc bằng tiếng Nhật cái bài thơ của Minh Trị Thiên Hoàng thời trước bằng tiếng Nhật đã dĩ nhiên, và chỉ mặt ông tướng này, ông tướng Hashimoto đó, ông quên lời Thiên Hoàng dạy các ông hay sao mà các ông định đàn áp cái dân Do Thái, tại sao các ông lại man dợ đó là như vậy. Thì ông kiếm giật mình của một cái thằng danh con này, tại sao nó dám nói với mình như vậy. Mà cuối cùng sau đó là cái ông tướng đó, ông Hashimoto đó là ngồi suy nghĩ lại, mà tại sao một cái thằng nhỏ này mà nó dám nói với mình cái chuyện nó như vậy. Và ông về ông suy nghĩ lại thì ông lấy một cái quyết định không có đàn áp người Do Thái nữa ở tại Nhật. Và sau này đó, đó là chúng ta biết được chuyện đó, đó là chính là quốc gia Israel và người Do Thái kể lại câu chuyện đó và nói đến cái công đức của một nhà ngoại giao trẻ lúc đó là Robert Heinz von Gulick. Nhờ ông ta đó mà người Do Thái đó là có thể đã thoát nạn bị đàn áp, bị tàn sát giống như là đã bị ở tại nước Đức. Thì cái điều đó nó mới làm buồn cười. Thế thì tại sao một cái ông tướng nó như vậy, ông bật cười lên với lại một cái nhà ngoại giao trẻ. Nhưng mà về sau ông suy nghĩ lại, ông thấy rằng là trong đó nó có những cái điều nó đúng. Thì đấy đó, đó là nhân vật Robert von Gulick. Tức là ông biết rằng là người Nhật đó là rất là tự cao, tự tôn về văn hóa mà không thể mà giật mình nữa đó. Trước cái sự thông tuệ của một cái nhà ngoại giao Hà Lan da trắng của Âu Châu nằm ở tại đó mà nói tiếng Nhật và viết tiếng Nhật rất chuẩn và mắng ông một trận rằng là quý vị quên mất lời dạy của Thiên Hoàng rồi, tức là của Minh Trị Thiên Hoàng ngày xưa. Vì vậy đó là tôi nghĩ là ông nhân vật này nó ly kỳ. Ông Robert von Gulick là ông sống cũng lại trong một cái đời rất nhiều kiếp khác nhau. Nếu mà tính ra đó là 10 ngón tay của chúng ta đó là đếm không đủ. Là tại vì ông sinh tháng 8 năm 1910 và ông mất đó là vào tháng 9 năm 1967. Thực sự có được có 57 tuổi thôi. Nhưng mà ông chào đời tại Hà Lan và đến khi lên 5 tuổi đó, đó thì ông lại theo cha là một bác sĩ quân y của Hà Lan đi qua xứ Nam Dương, tức là cái xứ Indonesia mà chúng ta nghe nói bây giờ đó, đó. Khi mà xứ này là chưa có cái tên nó nữa cơ, và vẫn còn là một cái thuộc địa của Hà Lan. Và ở đó, đó đó ông đã học văn hóa của Indonesia, của Hồi giáo. Ông học đủ thứ chuyện, cứ gọi là một người con nít không thôi. Và kể cả ngôn ngữ và cái kịch nghệ múa rối của Indonesia. Sau đó đó, đó là ông tự học thêm tiếng Trung Hoa ngoài cái những cái học trình mà mới nhích mắt ra đó là đã tìm ra một cái tên tàu. Ông lấy tên tàu của ông đó là Cao La Bối. Cao La Bối là tức là phiên âm từ cái tiếng gọi là Cao là từ cái chữ Gulick. Và La đó là Bối là phiên âm từ chữ Robert. Robert ra mà người tàu đó là chữ R với chữ L đó là viết là lộn xộn với nhau hết. Thế và sau đó đó là các cái tên của ông đó, đó là được những học giả mà văn hữu của Trung Hoa đó là sử dụng mãi cho đến về sau này. Thế thì khi mà còn ở lớp trung học đó, thì von Gulick đã may mắn được gặp một cái nhà ngữ học Hà Lan, nhà ngôn ngữ học của Hà Lan khét tiếng đó là thời đó, đó là ông Gulenbeck. Và ông này đó, đó là chuyên về Phạn ngữ, tiếng Phạn, tức là cổ ngữ của Ấn Độ đó. Và cũng coi cái cậu bé nhỏ này đó, von Gulick đó, đó là có năng khiếu về sinh ngữ, thành ra cho von Gulick học thêm tiếng Phạn từ lúc đó. Và sau đó đó là hai thầy trò lại còn nghiên cứu thêm một cái ngôn ngữ của thổ dân Hoa Kỳ, một cái bộ lạc lấy tên là Blackfoot, chân đen. Và đến khi mà ra được cái cuốn từ điển
Blackfoot, ngôn ngữ của thổ dân da đỏ thời đó, sang tiếng Anh đó, thì ông thầy ông nói rằng là không, con đã đóng góp nhiều hơn thầy đó, để tên vào trong đó luôn. Và cuối cùng sau đó là người ta cũng ngạc nhiên, sau này để chúng ta mới thấy cái chuyện Blackfoot đó, nó dính dáng gì đến cái chuyện chính trị về sau. Bây giờ đó là chuyện về sau, nhưng mà lên đến đại học đó thì ông Văn Gulick đó là định vào trường văn khoa của Hòa Lan, rồi đi ra làm giáo sư. Nhưng mà ông ta lại có những cái, tôi nghĩ là nó là tiền kiếp mà gắn bó với lại Đông Phương, thì giờ mới đọc được một cái thông báo rằng Bộ Ngoại giao của Hà Lan đó là muốn tuyển nhân viên cho một cái cơ sở viễn đông ở tại Batavia. Batavia đó là chúng ta, giờ này chúng ta không nhớ đâu tất cả, vùng Đông Nam Á. Thế thì điều kiện được học bổng đó là phải đi học lại một cái trường lừng danh về ngôn ngữ học là trường Lady ở Hòa Lan. Sau đó đó là phải có một năm thực tập tại Trung Quốc trước khi gửi đi Batavia. Thế thì nhờ vậy đó mà ông Văn Gulick đi qua hết cả cái tiến trình đó. Và cuối cùng sau đó là trở thành một vị gia trưởng. Trong gia trưởng thì tôi phải nói đấy là như vậy, đó là tại vì ông ta lấy một bà quá phụ. Tôi xin phép được trình bày tiếp và mong rằng là mọi người đó là sẽ theo dõi được cái chuyện đó. Khởi đầu đó thì tôi trong cái phần 1 thì tôi giới thiệu về Địch Công Kỳ Án, về nhân vật Địch Nhân Kiệt. Và nhiều người ở trong nước nói rằng là đã coi cái đó rồi nọ kia cái đó. Tôi bảo rằng là không hiểu. Từ thời 40-50 năm về trước tôi đã coi, tôi đã đọc và tôi đã xem phim. Và bao nhiêu những cái bộ phim của thế giới mà trình bày về Địch Nhân Kiệt đó, phần lớn ra là xuất phát từ những tác phẩm của Robert Van Gulick, tôi đã đều xem hết rồi. Và tôi thấy rằng là nó quá hấp dẫn, thì tôi cố gắng tự động một mình tôi dịch và để phổ biến ra ngoài. Chỉ có những cái người Việt Nam nó không hiểu gì cả đó. Rồi bây giờ mới nói người đã coi cái đó rồi. Rốt vẫn hoàn rốt. Bây giờ đó là tôi mới nói tiếp về cái nhân vật gọi là Robert Van Gulick. Trong cái phần 2 đó, tôi giới thiệu Robert Van Gulick đó, là tôi có nói rằng là ông đó là lúc bây giờ mới làm tham vụ ngoại giao không thôi. Cái chữ của Hà Nội kỳ cục đó thì nó gọi là tham tán, cái gì đó không đáng kể. Lúc đó ông chưa đến 30 tuổi, cao 1 thước 9, viết một bức thư pháp gửi cho một cái ông tướng Hashimoto cầm đầu cái lực lượng quân phiệt của Nhật lúc đó, và nói rằng là tại sao tôi muốn gặp ông, tại sao mà các ông không nhớ lời của Minh Trị Thiên Hoàng mà tìm cách đàn áp người Do Thái. Thì cái ông tướng đó là cũng nhân vật cũng lạ, tự nhiên thấy có một cái người làm nhân viên ngoại giao cũng cấp thường nữa, chưa lên đến cái đại sứ, dưới đó 2-3 bậc nữa, đến nơi thì thấy một thằng bé 30 tuổi chưa tới, cao lừng lững 1 thước 9, đứng lên đọc bằng tiếng Nhật và hùng dũng đọc lại một cái bài thơ của Minh Trị Thiên Hoàng, và nói rằng là ông có thấy Minh Trị Thiên Hoàng nói gì không, tại sao bây giờ ông lại làm những cái chuyện đó, nó là như vậy. Thì ông kia cũng giật mình. Đó là trong cái phần đầu tôi giới thiệu cái chuyện nó ra xảy ra năm 1940. Thì sau đó tôi mới nói đến nhân vật Robert Van Gulick, tôi không nói đến nhân vật Địch Nhân Kiệt nữa. Sau này đó là nhiều người mới bắt đầu biết theo dõi Địch Nhân Kiệt các thứ nó ra làm sao. Và những cái người trong nước bây giờ đó là vẫn còn chưa hiểu cái thế gì cả, vẫn ú ớ lung tung lên hết. Bỏ qua đi, nói cái chuyện mà Robert Van Gulick thì tôi mới nói rằng là tại sao mà lúc đó đó là ông ấy lại một người mà được học bổng đi học và lại trở thành gia trưởng. Thì đến cái từ cái đoạn đó đó là bị gián đoạn đó, đó. Tức là khi mà còn đi học, ông đã học một cái trường ngữ học của Hòa Lan. Và nổi tiếng đó là ông học bằng tiếng Phạn. Rồi sau đó là gia đình của ông đó là một ông cụ thân sinh là một bác sĩ quân y. Mà Hòa Lan lúc đó là có cái thuộc địa là cái xứ về sau mới gọi là Indonesia. Thì ông qua Indonesia từ lúc còn nhỏ, thì ông đã học tiếng Indonesia, ông đã học
đủ mọi thứ cả, kể cả cái mà gọi là nghệ thuật mà trình diễn không âm thanh, không có tiếng nói, tức là nghệ thuật diễn xuất của Indonesia, và ông học luôn cả cái tiếng Phạn luôn đấy. Thì lúc đó đó là lúc mà quay trở về đó thì ông mới được một ông thầy là một giáo sư về ngữ học nổi tiếng của Hòa Lan, lúc đó là giáo sư Ulenbeck, và ông ấy học tiếng Phạn của ông thầy. Sau đó đó là tại vì ông thầy đó là đã có một năm đi qua bên Mỹ và sống với lại một cái bộ lạc thổ dân người Mỹ ở tại bên này. Cái bộ lạc đó là về sau đó mới gọi là Blackfoot, tức là chân đen đó. Thì ông đó đã cùng với lại bà vợ đã sống ở bên Mỹ và gặp bộ lạc đó, về sau ông mới thu thập lại cái dữ kiện, thì ông mới định viết một cái cuốn sách về thổ dân đó, và ông ra một cái cuốn từ điển. Thì lúc đó là ông có một cái cậu bé sinh viên học trò đi theo ông làm một cái chuyện đó. Thì cuối cùng sau đó ông bảo rằng là con đó là còn làm nhiều hơn thầy nữa, thành ra cuối cùng sau đó là có một vị giáo sư là học giả thật, một cậu sinh viên là học giả giả, đó là Robert von Gulick, trở thành tác giả của cái cuốn gọi là từ điển Blackfoot English. Thì tôi có nói là tôi sẽ trình bày sau cái cuốn từ điển đó nó liên quan thế nào đến chuyện chính trị và cái chuyện tình báo. Bây giờ tôi trở lại về cái đoạn mà bị dứt quãng đấy, tôi cố gắng tôi trình bày tiếp đấy là ông ấy gặp được một bà là góa phụ của một giáo sư khảo cổ hơn ông 18 tuổi. Và bà đó là nhìn thấy cậu bé này đó thông minh giỏi giang đó, đem về sống chung với nhau. Và ông đi học trong cái thời mà có một cái người bảo bọc cho mình. Bà đó là bà Nelly, tôi dùng cái chữ đó không thôi, hơn Robert von Gulick 18 tuổi. Và đến khi mà Robert von Gulick đó là tốt nghiệp xong rồi mới là từ đó mới lại được đi du học tiếp đó, thì là mới gián đoạn cái mối tình đó, nó khá đặc biệt như vậy. Robert von Gulick sinh năm 1910 và sống với lại một góa phụ hơn mình 18 tuổi, nuôi nấng mình để mình trở thành một cái người tài về sau. Bây giờ đó là tôi mới nói là tại sao ông lại là gia trưởng, tức là ông là chồng của một bà góa phụ hơn ông 18 tuổi. Và ông đã học được rất nhiều từ bà đó. Cho đến khi mà ông đi về Á Châu đó thì bà bảo rằng là thôi, đi tiếp đi. Tại vì bà ở lại, bà lo những cái chuyện gia đình còn lại. Đó cũng là một cái chuyện nó khá ly kỳ. Nếu mà chúng ta muốn viết tiểu thuyết về tình ái các thứ thì đi vào trong chuyện đó. Nhưng mà sau đó là ông ấy đi cùng với lại ông học, ông sống ở đó với lại cái bà này, với lại một cái đứa con của bà này là lên 17 tuổi, và ông học 5-6 thứ tiếng khác nhau. Và sau đó là ông mới đi qua đến bên Á Châu. Và lúc đó là luận án tiến sĩ của ông đó là một cái hiện tượng mật tông trong cái tục thờ con ngựa trải rộng từ Ấn Độ về đến Tây Tạng, Trung Hoa, Cao Ly, tức là Triều Tiên, và đến Nhật Bản. Thì tưởng tượng xem rằng là tại sao mà thời đó lại nghiên cứu cái chuyện gì nó quái lạ nó như vậy. Thì cũng do cái sự thúc giục của bà Nelly này nữa đó, ông mới trau dồi thêm về thư pháp viết, và ông tìm đến một nhân vật nổi tiếng, một trong là bát đại gia của cái thời Đường và Tống, là Mễ Phế, nổi tiếng về thư pháp và về họa. Những người mà biết về họa hoặc là về thư pháp của Trung Quốc đều nhớ đến Mễ Phế, có khi phiên dịch thành Mễ Phí đó. Tức là trong cái chuyện Kim Dung chúng ta đi học lõm một cái nền văn hóa Trung Hoa đó, là tự nhiên thấy là Tô Hàng Mễ Phế chẳng hạn đó, thì tức là
Tô, Tô Đông Pha, Hoàng là Hoàng Đình Kiên, Mễ là Mễ Phế và Thái là Thái Kinh, là nhân vật mà làm tể tướng ở trong cái chuyện Thủy Hử. Và về sau mới có cái vụ gọi là đưa quà lên cho ông Thái Kinh, xong rồi là bị Lâm Sung ở bên này muốn bảo vệ, rồi bên kia đó, đó là nguyên một cái đám đi ăn cướp, đó là cướp hết cái món hàng gọi là quà tặng cho Thái Kinh đó, thì đó là Tô Hạng Mệ Thái. Thì khi mà chúng ta nghe nói đến thư pháp những bốn đại gia đó như vậy đó, thì có Mễ Phế, và lúc đó đó, đó là Robert Van Vliet nghiên cứu và viết sách về Mễ Phế, thì chúng ta tưởng tượng, nhưng mà cái chuyện đó nó cũng lạ. Thì sau đó là đến ông tốt nghiệp tiến sĩ với ưu hạng, và trong có 4 năm đại học thôi, và sau khi mà lúc đó ông mới có 24 tuổi thôi, tức là năm 1934, và hoàn thành việc học xong đó là ông mới được Bộ Ngoại giao của Hà Lan tuyển dụng và gửi qua bên Nhật bằng đường bộ, xuyên qua con đường Âu Châu, qua Liên bang Nga, rồi qua Tây Bá Lợi Á, Mãn Châu về Triều Tiên, năm đó là năm 1935. Và trên thềm ga đó đó thì Van Vliet mới thấy bà Nelly, cái người nuôi nấng giúp đỡ mình đó, đó mỉm cười nói rằng là đôi ta hãy chia tay từ đây, chàng còn cả tương lai trước mặt. Thì ông tưởng rằng là sẽ đi với lại bà Nelly qua đến kia, cuối cùng sau đó là bà đã toàn tính rồi, thì ông đi bay bổng kế tiếp. Thế và từ đó đó, đó là nàng Nelly đó là tan biến trong hư vô, không ai nhắc đến chuyện đó nữa. Ông thì phải đương nhiên là rất là nhớ. Thì khi mà tôi nhìn, tôi đọc lại về cái nhân vật gọi là Robert Van Vliet đó, thì tôi đã nhìn thấy cái mối tình đầu của ông, thì tôi đã giật mình. Thế và buổi trưa hôm nay lúc mà tôi giới thiệu rằng là tại sao mà ông viết, ông tìm ra được một cái bộ gọi là Xuân Họa, nói nôm na là dâm họa, những bộ sách cổ của Trung Hoa và Đời Minh về cái chuyện tình ái của đàn bà đó, đó. Thì ông mới viết ra một bằng chữ bằng tay của ông ấy để ông giới thiệu cái bộ sách đó. Và trong đó, đó đó là có nhiều cái tấm ảnh mà bây giờ đó, đó là nếu mà tôi giới thiệu ra ở đây đó, đó là quý vị sẽ tại sao không, chúng ta đều lớn tuổi rồi. Tôi lấy ví dụ nó như thế này, và cuối cùng ông là thành một nhà chuyên gia về tình dục cổ của Trung Hoa. Thì mình mới bảo rằng là tại sao cái nhân vật nó kỳ lạ như vậy. Nhưng mà thưa quý vị và các bạn, chưa hết đâu. Tức là buổi trưa vừa rồi tôi giới thiệu cái chương trình 24 phút, đến được có 11 phút thôi là nó bị dứt. Thì tôi phải, tôi cố gắng, tôi làm lại. Tôi làm tiếp chứ không phải tôi làm lại đó. Cái nhiệm sở ngoại giao đầu tiên của nhà ngoại giao Hà Lan, bây giờ gọi là Hà Lan, Robert Van Vliet là nước Nhật từ 1935 đến 1942. Thì trong đó đó là nó mới có cái vụ mà một nhà ngoại giao rất trẻ, Cao Thước Chín, nói chuyện với là một ông tướng thì đương nhiên là người Nhật có lời lùn hơn mình đấy, còn nạt nộ ông tướng đó đây là ông quên lời của Minh Trị Thiên Hoàng rồi sao, đọc luôn bài thơ của Minh Trị Thiên Hoàng làm cho ông tướng kia cũng thất kinh. Đấy là một cái chuyện nó cũng hấp dẫn. Thế thì sau khi mà hoàn thành nhiệm vụ ở tại bên Nhật Bản, và trong một cái cuộc chiến tranh giữa Nhật Bản cùng với lại phe trục, tức là nước Đức, nước Ý đó, đó là ông bị gọi là tạm giữ trong 2 năm ở đó, cho đến năm 1942 thì ông mới lại trở về về Âu Châu. Thì tức là ông đã cũng dù sao ông vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc đó, thì ông học thêm tiếng Bồ Đào Nha, và từ cái bà chủ nhà đó, đó là đầy cái vẻ ân cần, và còn được tình báo Anh yêu cầu rằng là trên đường ông đi từ Tokyo, lúc đó chúng ta không có cái máy bay mà đi giống như là ngày bây giờ đi bằng đường biển, ông qua bên Ấn Độ đó, ông làm thế nào mà vận động, xin lỗi, ông qua bên Ai Cập, Egypt, ông làm thế nào mà vận động được là Ai Cập đó là đừng đi theo phe trục, đi qua bên này. Thì lúc đó đó ông cũng gặp một bà công chúa Ai Cập, tôi không biết rằng ông thuyết phục như thế nào mà cuối cùng sau đó là
xứ Egypt lúc đó là không đi theo phe trục mà đi theo phía bên này. Đó là những cái chuyện đó. Nhưng mà ngoài ra đó ra thì ông còn có những cái hoạt động về tình báo tại Phi Châu, rồi về đến Âu Châu, thì sau đó đó là chính là Hoa Kỳ mời ông ấy, là tại vì hồi còn nhỏ làm tác giả của cái cuốn từ điển của người thổ ngữ Blackfoot, mời ông ấy rằng là viết về cái mật mã để cho quân đội Mỹ sử dụng lúc đó đặng để trao đổi với nhau, đặng để rồi cuối cùng đó là phía cả Liên Xô lẫn phe trục đó là không có phát giác ra được đó. Thì cái mật mã là về tướng Blackfoot đó là Robert Von Gulick có đóng góp cho nước Mỹ lúc đó, và đi ra làm cái mật mã, tức là để phe đồng minh có liên lạc với nhau đó là để bên phe phía bên kia đó là không có thể gọi là giải mã, không có thể theo dõi được cái chuyện đó. Thì đấy là một nhân vật mà cũng khá kỳ tài. Nhưng mà sau đó thì Robert Von Gulick có lấy một bà vợ thuộc một cái gia đình khá giả của Trung Hoa bên phía Quốc dân đảng, và đấy là bà vợ chính thức và là bà vợ cho đến sau cùng của ông ấy, và ông học rất nhiều từ bà vợ đấy, đồng thời ông học thêm những khác. Thì ông là một cái người chuyên gia đánh đàn kìm, đàn cầm, chuyên gia về thư pháp, chuyên gia về đủ mọi là chuyện hết. Và đồng thời đó là tại vì trong cái giai đoạn mà gọi là bị tạm giữ ở tại Tokyo đó, ông mới nghiên cứu cái bộ sách gọi là Tứ Đại Kỳ Án của đời Võ Tắc Thiên. Cái bộ sách đó là xuất bản từ thời nhà Mãn Thanh. Thì ông mới bảo rằng là cái chuyện này nó hay quá, ông dịch ra nó mới thành là Địch Cung Án. Và ông bảo rằng là tại sao mà có quá nhiều chi tiết về cái hệ thống hình pháp, tức là pháp luật và hình sự của Trung Hoa, tại sao chúng ta không viết thành truyện Trinh Đan đi. Và từ đó là ông thấy không ai viết hết tất cả, ông viết ra 16 cuốn truyện Trinh Thám. Thì tôi có dịch 6-7 cuốn rồi, tôi mong rằng là tôi còn tiếp tục dịch thêm nữa, là tại vì tôi đọc cái đó, tôi say mê và tôi cũng muốn giới thiệu với lại một thành phần độc giả rộng rãi hơn. Trong tương lai đó là khi cái cuốn này đó là được xuất hiện đó, thì tôi sẽ nhờ Amazon in. Nhưng mà nếu mà quý vị liên lạc trực tiếp với lại chúng tôi sẽ có cái nơi để liên lạc, thì tôi sẽ gửi cái cuốn đó về đến tận tay cho quý vị với chữ ký tặng. Còn lại đó là nếu mà ở trong nước đó là người ta có thấy nhân có một cái cuốn đầu tiên mà Amazon vừa mới in ra xong rồi đó họ lại in lậu và thứ, thì cái đó nó cũng là chuyện bình thường. Nên là cái chuyện gần như thành cái truyền thống ăn cắp của Trung Quốc và của Việt Nam, cái đó không sao hết tất cả. Nhưng mà chúng ta đó là giữa những cái người mà quý trọng trí tuệ văn chương đấy, thì chúng ta cố gắng gìn giữ được một cái nền nếp để liên lạc với nhau về cái điều đó. Thì khi đó là tôi mới bảo rằng là cái nhân vật này đó là nhân vật kỳ dị, đúng là một dị nhân. Ông nghiên cứu, ông nói 15 thứ tiếng, ông nghiên cứu về đủ mọi lĩnh vực. Thì trong buổi trưa vừa rồi trong cái phần 2 tôi nói là bàn tay của chúng ta có 10 ngón không thôi, mà ông này đó là ông là chuyên gia về 15 lĩnh vực khác nhau. Và trong đó là có những lĩnh vực mà tại vì tôi đào sâu, tôi đọc kỹ, kể cả cái bộ sách đồ sộ của ông ấy về tình dục, thì tôi bảo rằng là ông này ông giỏi quá. Thế mà nhiều người không biết, những người Việt Nam nông cạn thì chỉ cứ chuyện Bao Thanh Thiên không thôi, chuyện Bao Công xử án không thôi. Nhưng mà trong khi đó là cả một cái hệ thống văn hóa của Tây Phương, BBC, nhiều đài truyền hình của Mỹ làm lại, dựng lại chuyện Địch Công. Và còn cái đại học Chicago nổi tiếng của thế giới đó là có cái môn Đông Phương học, thì họ bắt rằng là tất cả các sinh viên đó là muốn học cái môn đó là phải đọc hết 17 cái bộ sách của ông này. Và tôi cũng đã đọc hết cả phần tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, và sau đó là phải truy cứu lại xem rằng là trong cái nền văn hóa đời đường vào lúc đó là người ta gọi nhau như thế nào,
cách xưng hô và cái cách phục sức ăn mặc nó ra làm sao đó, thì tôi tìm lại cái đó là tại vì Robert Van Gulik đi tìm đến tận chỗ đó và trong từng chi tiết một đó là phản ảnh đúng cái thời đó. Thế và trong những cái cuốn truyện mà ông đã phiên dịch, ông còn minh diễn thêm bằng những cái bức tranh ông vẽ lấy, và ông có nói rõ rằng là không, chúng tôi không biết được phục sức của đời Đường ra làm sao, tôi chỉ có biết được từ đời Minh trở về sau thôi. Thành ra là tôi cố gắng đời Minh trở về sau, tức là từ thế kỷ thứ cuối thế kỷ thứ 15 cho đến năm 1644, ông viết lại, ông vẽ lại cái chuyện đó như vậy. Thì tôi thấy rằng là ông này ông rất là thận trọng. Ông nói rằng là tôi vẽ cái đó là đời Minh, không phải đời Đường. Nhưng mà cái cách ăn mặc thứ nó như nào đó là ông từng chút một ông để ý. Thì tôi bày rằng là tại sao những cái người họ tài giỏi đến như vậy và chúng ta chẳng có liên hệ gì đến với Địch Nhân Kiệt hay là ông Robert Van Gulik, nhưng mà khi mà mình thấy có những cái tác phẩm và những cái nhân vật lớn nó như vậy thì mới cố gắng mình truyền đạt để cho người khác hiểu thấy được đó. Và cuối cùng đó là Địch Nhân Kiệt đó là còn có giải thích ra cái kinh nghiệm viết tiểu thuyết trinh thám của ông ta trong mấy bộ sách đó. Thời đó đó là tôi đã dịch cái đó và những cái người bạn ở trong cái thế giới văn chương của tôi đó đang ngạc nhiên của đúng rồi biết rằng là tôi dịch cái đó và vừa tôi để là cái bút danh, cái bút hiệu để là Nguyễn Như Nghiêm, tại vì Như Nghiêm là pháp danh của người thân yêu của tôi đã mất rồi là Quỳnh Giao, tôi để là Nguyễn Như Nghiêm. Bây giờ thì tôi bảo rằng là được rồi, tôi sẽ cố gắng tôi tái bản trở lại mấy cái bộ sách đó và có thể rằng là dần dần in thêm, nhưng mà để chúng ta thấy rằng là thế giới đó có nhiều chuyện ly kỳ hấp dẫn lắm. Thành ra nếu mà nói về lạc thú trong đời, tại sao mình không nói về cái chuyện đó? Và vì vậy đó là cái chương trình ngày hôm nay tôi giới thiệu về Địch Nhân Kiệt và những cái người mà ở trong nước nói người biết Địch Nhân Kiệt rồi tôi bảo mẹ lại là những cái thằng nói phép nói láo. Còn lại đó tôi bảo rằng là cái nhân vật mà viết những chuyện về Địch Nhân Kiệt Robert Van Gulik ra làm sao. Và bây giờ đó là tôi cố gắng thuộc khai triển thêm, dịch tiếp để cho nhiều người Việt Nam chúng ta biết được cái đẹp, thưởng thức cái đẹp, thì khi đó đó là biết gìn giữ cái đẹp thay vì ngũ dại đập phá tất cả. Đó là lý do tại sao hôm nay là chúng ta có một cái chương trình giải ảo nhưng mà về văn chương, và nó lại có cái phần 3 là tại vì cái phần 2 đó là 24 phút thì là tôi bị gián đoạn. Tôi cố gắng buổi chiều xong rồi, bây giờ buổi tối 6 giờ rưỡi chiều của ngày thứ ba tôi vẫn cố gắng tôi làm tiếp cái đó, đặng để rằng là những cái điều mà mình đã nói trong cái phần 2 mà có bị gián đoạn đó, thì tôi cố gắng tôi trình bày tiếp cái đó, và trong tương lai đó là sẽ còn nhiều lần chúng ta trở lại cái đề tài này. Xin cảm ơn cái sự theo dõi và chú ý của quý vị và các bạn. Thank you.